Từ một người chỉ chuyên về làm bánh sinh nhật, chị Trịnh Thùy Linh đã tìm hiểu và rèn luyện để tạo ra những chiếc bánh được gọi là bánh trung thu rau câu độc đáo này với hương vị mới lạ và khác biệt so với bánh trung thu truyền thống. Khi mà mùa trung thu thì là mọi người cũng hỏi nhiều về là bánh trung thu thạch rau câu. Thì mình nghĩ ra là những cái nhân bánh làm sao mà nó phù hợp, cái vỏ bánh nó hương vị nó thật là tự nhiên. Vẫn những khuôn bánh, những hình dáng quen thuộc của bánh trung thu truyền thống, nhưng với sắc màu tươi sáng, sự đa dạng và vị ngon lạ của mỗi chiếc bánh đã thực sự lôi cuốn, thu hút khách hàng. Tôi chuyển sang bánh trung thu thạch này do các cháu rất thích ăn. Các cháu thấy cái thứ nhất nó ít ngọt hơn, thứ hai là nó có nhiều vị hoa quả, dẫn đến là trẻ con nó thích. Đấy, và cả nhà mọi người cũng thích cái bánh này, bản thân tôi cũng thích, đâm ra do đó mà tôi năm nay lại muốn mua đặt. Cái bánh trung thu thạch ấy là cái hương vị của nó 100% mình cảm nhận nó là thiên nhiên và mình cảm thấy rất là thanh mát. Cái thời hạn sử dụng ví dụ như bánh thạch rau câu này chỉ tối đa là 5 ngày thôi. Đấy, thì là mình thấy nó đảm bảo cho sức khỏe. Khác hẳn với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống của Việt Nam mà chúng ta vẫn thưởng thức, vỏ của những chiếc bánh trung thu rau câu được làm từ loại thạch rau câu mềm, mát lạnh, vốn được nhiều người yêu thích. Lớp nhân bên trong là những hương liệu tự nhiên, đặc trưng của nhiều trái cây khác nhau. Để đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng, vừa tạo hương vị ngon lạ vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những chiếc bánh trung thu rau câu có hình dạng và màu sắc đẹp mắt này đều được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên. Mình đã tạo ra được 9 cái loại bánh trung thu, các cái vị khác nhau mà phù hợp với cái nhân. Khi mà ăn thì nó sẽ có cái sự cảm nhận được cái hương vị tự nhiên nhất. Ví dụ như lá dứa hay là chanh leo này, hay là cốt dừa thì mọi người rất là thích. Cùng với những chiếc bánh nướng, bánh dẻo truyền thống, bánh trung thu rau câu góp thêm một hương vị mới, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng phong phú đa dạng.